Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên của Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đợt mùng 3 tháng 2, xã Yên Phú có 4 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên Nguyễn Thị Mềm, chi bộ thôn Mỹ Thượng được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đảng viên Bùi Như Lạc được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Nguyễn Văn Thành 40 năm tuổi Đảng và đảng viên Lê Ngọc Toán 40 năm tuổi Đảng. Tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã chúc mừng các đảng viên và khẳng định việc trao tặng huy hiệu Đảng có nghĩa rất quan trọng nhằm tôn vinh những tấm gương đảng viên tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.